Vào lúc này, tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc. Dù nằm xuống, nhưng những công lao của người sẽ mãi được khắc ghi vào lịch sử và trong trí nhớ của mỗi người dân Việt Nam. Bởi vậy, ở phóng sự sau đây, bản tin An Viên 24 giờ xin được kể về những kỷ niệm của những người may mắn được làm việc gắn bó với cố Tổng Bí thư, để thấy rằng nhân cách lớn đã giúp đất nước có một vị lãnh đạo xuất chúng. Hà Nội những ngày này mưa nhiều, nhưng sự khó khăn của thời tiết không thể cản những tấm lòng hướng về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và bà Nguyễn Lan Hương là một trong số đó. Có nhiều năm gắn bó làm việc với Tổng Bí thư ở giai đoạn ông công tác tại Thành ủy Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, dù công việc bận rộn nhưng bà luôn thu xếp đến các chùa tham dự lễ tưởng niệm, cầu siêu cho vị lãnh đạo quá cố. Và khi nhắc về những kỷ niệm với cố Tổng Bí thư, người đứng đầu mặt trận thủ đô không khỏi nghẹn ngào. Tết năm Quý Mùi 2023, tôi chỉ là một cán bộ trẻ của thành phố. Nhưng ngày mùng 3 Tết, trong khi bác đang đi thăm các lão thành cách mạng, nhưng mà bác cũng đến thăm nhà một cán bộ trẻ, xem là cái điều kiện ăn ở, rồi công tác như thế nào. Thì thực sự đấy là một cái sự bất ngờ rất là lớn. Mà tôi nghĩ rằng với một cán bộ trẻ của thành phố Hà Nội, trong những cái giai đoạn đó thì không bao giờ có thể hình dung được là mình lại được đón tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy tại gia đình. Những cái việc mà bác thăm hỏi, bác động viên, bác chia sẻ từ những việc nhỏ nhất mà thường xuyên động viên là những cái động lực và thôi thúc chúng tôi phải làm việc, phải cống hiến. Những kỷ niệm của bà Nguyễn Lan Hương chỉ là một ví dụ, nhưng đủ để thấy sự khiêm cung, hòa ái, gần gũi, ấm áp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và vẫn còn đó câu chuyện của một con người dù ở vị trí đứng đầu đất nước nhưng vẫn đến thăm trường cũ với tâm thế của người học trò. Hay sự giản dị, tiết kiệm, thân dân và vì dân của vị lãnh đạo quá cố. Những câu chuyện như những mảnh ghép phác họa nên chân dung một nhân cách lớn. Bác có những câu nói mà tôi rất ấn tượng và xúc động nhớ mãi cho đến bây giờ. Bác nói là hãy bỏ hết tất cả những chức vụ của tôi ra khỏi căn phòng này và mong các thầy các cô hãy giới thiệu em, hãy gọi em là cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều. Ngài đã làm cho tới đến ngày đã đi thì tôi rất là đau lòng, xót xa, thương bác. Bác đảm nhiệm Tổng Bí thư, đồng bào người Khmer đều phát triển, gia đình ai nấy đều có công ăn việc làm. Mọi cơ hội có thể gặp gỡ nhân dân là bác sẽ gặp gỡ, bác sẽ chia sẻ, bác sẽ động viên. Và thật sự bác cũng sẽ trở thành thần tượng của giới trẻ, thần tượng của nhân dân. Bác đã được ca ngợi là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức, về tư tưởng, về tác phong, rồi về công việc. Chúng tôi rất là kính trọng và luôn luôn trân quý. Trong suốt 80 năm cuộc đời, với sự gần gũi, giản dị và chân thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những kỷ niệm không thể nào quên với những người có may mắn được gắn bó, tiếp xúc với ông. Ở đó, những cương vị hay trọng trách luôn được gác lại và chỉ còn mối thâm tình, gần gũi. Xin tiễn biệt ông, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị sĩ Phu Bắc Hà thời hiện đại.